KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9 và mỗi thứ ba lúc 10 giờ 30 sáng và thứ sáu 8 giờ 30 tối. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show giới thiệu đến vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Trong 3 phần đầu của chương trình thì chị Bích đã gửi đến chúng ta 24 món nữ trang trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị gọi vô cho biết số thứ tự của những món nữ trang quý vị muốn order giữ lại và sau đó đến tiệm để pick up. Còn quý vị ở tiểu bang xa thì cho gọi vô cho biết địa chỉ cũng như là cách quý vị muốn make payment. Thì trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát sẽ gửi đến tận nơi tận nhà cho vị khắp 50 tiểu bang. Và số điện thoại một lần nữa là 714-305-8089. Chương trình này cũng sẽ được chiếu lại trên YouTube. Vì vào YouTube quý vị đánh vào KNP Đại Phát, trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát Talk Show thì quý vị có thể xem lại từ đầu đến cuối những cái món nữ trang mà chị Bích giới thiệu trong cái chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chị Bích sẽ giới thiệu cho chúng ta từ món số 25 cho đến số 32. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Và trước khi Bích nói tới món số 25 là Bích nói sơ qua về cái fluorescent để cho quý vị đừng thắc mắc. Là cái fluorescent nếu mà quý vị mua từ DEF thì quý vị không cần lấy cái fluorescent đã có màu. Tức là quý vị phải lấy là nên thì cái hộp xoàn của mình, cái độ chiếu với lại cái cắt quan trọng, rất là quan trọng là cái bà excellent. Nếu mà quý vị đã xài tới GIA rồi, quý vị đeo cái hộp xoàn ống ánh của tiệm Bích thì Bích, tại vì những cái viên xoàn Bích mang về đều phải có bà excellent với lại có cái fluorescent đó, là tùy theo Bích mua những cái hàng có fluorescent. Bích thường lấy những cái viên hàng có fluorescent là những cái nước màu thấp hơn, là nước HIJK. Thì ba cái nước đó là mình có cộng thêm cái fluorescent, nó là có firm hoặc là medium hoặc là strong, thì cái hộp xoàn nó có vẻ tăng độ sáng, nó cao hơn một chút. Với lại là cái giá mà Bích mua từ có hộp nào có fluorescent thì Bích vẫn bán theo cái giá của nó. Bích chứ không lấy cái giá mà medium hoặc là strong mà đi bán bằng cái giá mà có chữ nên. Cái nên lúc nào không khe, nó ở từ nước đi cho tới nước OP này, cái thấp nhất ở dưới, thì nó cũng là mắc hơn những cái viên xoàn có fluorescent. That's why là cái độ, cái nếu mà hộp xoàn đẹp mà muốn đẹp tuyệt vời thì phải có độ cắt phong đẹp. Mà ba action không đẹp mà không có hot and arrow thì nó dĩ nhiên là nó không đẹp. Còn cái fluorescent nó chỉ có tăng theo cái độ sáng thôi. Còn DEF thì đừng có mang theo cái fluorescent nó vô thì nó cái hộp xoắn nó bị mờ đi. Đó là biết cho quý vị biết sơ qua về cái phần đó. Bây giờ biết qua số 25 là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K cộng thêm có khoảng 32 viên xoàn nhỏ cộng với 5 cái viên xoàn là 3 ly rưỡi VVS1 mà nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 2.400 rồi quý vị, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.000 đô mà thôi. Cái nhẫn này rất đẹp quý vị. Cái nhẫn này cái bảng của nó được cả bự, thành ra là đeo nó êm tay lắm quý vị. Qua món số 26 là một cái mặt thánh giá vàng trắng 18K. Lâu quá không mang lên, là 12 viên xoàn, trong đó là 12 viên xoàn, 3 ly 9. Nhưng mà trong đó có một cái viên chính giữa là 4 ly 2. Tức là 11 viên là 3 ly 9, chính giữa là 4 ly 2 quý vị. Cái giá thị trường là 5.500 rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 4.500 mà thôi. 3 ly 9 mà mỗi viên đều phải là VVS1 là sạch đẹp, tuyệt vời, nước e-color. Thành ra là Bích mỗi lần làm những cái mặt thánh giá lên, Bích thích những cái viên xoàn nó phải lấp lánh, là đeo lên cái ngực mình thì nhìn rất là chiếu. Thành ra nó tỏa sáng, mang thêm cái hạnh phúc với lại mang thêm cái lucky về cho quý vị. Qua món số 27 là một cái mặt Phật bà
vàng trắng 18K. Cái vàng nặng của cái Phật, mặt Phật bà này là 13.6 gram, là nó gần 4 chỉ vàng rồi quý vị. Cộng thêm 80 viên xoàng nhỏ nhí nhí, mà cái mặt Phật bà này làm tại Hồng Kông, thành ra những cái Phật bà rất đẹp quý vị. Cái độ nặng cũng rất, nó có trọng lượng, nếu mà làm đồ đúc ở đây thì nó không có được đẹp bằng. Cái giá là 1.800 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 1.450 đô. Qua món số 29 là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K cộng với 5 cái viên xoàng, vẫn là xoàng 3.9 VVS1 mà nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng than. Giá thị trường là 2.900 đô rồi, on sale ngày hôm nay vẫn là 1.900, tại vì bán rất là nhiều những cái nhẫn mà 5 hộp 3.9, tại vì nó rất đẹp, nhìn không giống như là 3.9 mà giống như 4 ly, thành ra mình trả tiền mỗi viên mình lợi được 50 đô thì quá rẻ quý vị. Qua món số 30 là một có 4 cái viên xoàng, 4 viên xoàng 4.4 ly e-color mà mỗi viên là IF thì tuyệt vời rồi quý vị, cộng với 3 excellent. 4 viên này fluorescent đều là nên cả, và 4 viên này cũng có giấy giám định của GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không có than, mà có hot and arrow luôn quý vị. Giá thị trường á là 3.900 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 3.120 đô. Cái xoàng 4.4 ly IF mà là e-color, on sale ngày hôm nay là 780 đô, nhưng 4 viên là 3.120. Thành ra là quý vị ai có nhu cầu muốn đeo và những cái viên xoàng mà có giấy giám định của GIA mà nước y mà 4.5 ly, thay vì mình mua 4.5 ly thì quá mắc, mình mua 4.4 ly thì nó rẻ, hầu như là hơn 100 đô một viên. Thành ra là nếu mà mình đi 5 viên thì mình mất hết 500 đô rồi quý vị. Qua món số 30 là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K có 10 viên xoàng nhỏ cộng với 2 cái viên xoàng, mỗi viên là 3 ly VVS1 mà nước e-color, cộng với một cái viên chính giữa là 4.1 ly VVS1 mà cũng là e-color, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 900 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 695 đô. Cái nhẫn này cũng hấp dẫn quý vị, chỉ có một chiếc một mà thôi. Qua món số 31 là một viên xoàng, lại một viên xoàng 2 carat 06 mà nước ai thì trắng quá quý vị. VVS1 thì tuyệt vời, nó là 2 viên mà đã được 1 cộng với 3 excellent. Cái viên này nước ai, cái fluorescent biết mang lên đây là nước medium. Cái fluorescent là medium thì tuyệt vời luôn quý vị. Cái hot and arrow excellent, mà đường kính của viên này là 8.26 ly. Viên này có giấy giám định của GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không có than. Giá thị trường là 2.100 rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 16.300 đô. Giá on sale là 21.000, on sale ngày hôm nay là 16.300 đô. Qua món số 32 là một viên xoàng 2 carat 02 mà nước K color, VVS1 cộng với 3 excellent, mà cái fluorescent của viên này là strong blue. Đường kính của viên này được 8.07 ly, có giấy giám định của GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 15.000 đô rồi, on sale là 11.500 đô. Nếu bích cho quý vị biết sơ qua là từ cái giá mà nên qua cái nước mà fluorescent, nên mà fluorescent có strong blue, nó khác biệt 10-20% sometimes, nó rất là mắc. Thành ra là quý vị mua những cái viên hoặc xoàng của Bích là Bích đã tự chọn quý vị, cho quý vị rồi. Cái thứ nhất là tuyệt vời, cái thứ hai là sạch đẹp, mà cái giá cả rất là mềm. Đây tất cả là 32 món, mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát quý vị nha. Thưa quý vị, Phạm Quang xin lặp lại, mà món số 25 đó là một chiếc nhẫn xoàng vàng trắng 18K có khoảng 22 viên xoàng nhỏ cộng 5 viên xoàng 3.5 ly VVS1 nước e-color, giá on sale là 2.000 đô.
Món số 26 đó là một mặt thánh giá vàng trắng 18K cộng 12 viên xoàn 39 VVS1 nước e-color, giá on sale là 4.500 đô. Món số 27 đó là một mặt Phật Bà vàng trắng 18K, vàng nặng 13.6 gram cộng 80 viên xoàn nhỏ, giá on sale là 1.450 đô. Món số 28 đó là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K cộng 5 viên xoàn 39 VVS1 nước e-color, giá on sale là 1.900 đô. Món số 29 đó là một 4 viên xoàn 4 ly rưỡi nước e-color IF3 Excellent. 4 viên này đều có giấy giám định của GIA, giá on sale là 3.120 đô. Món số 30 đó là một chiếc nhẫn vàng trắng 18K có 10 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 3 ly VVS1 nước e-color, giá on sale là 695 đô. Món số 31 đó là một viên xoàn 2 carat lẻ 1 nước e-color VVS1 3 Excellent. Hot and Narrow, giá on sale là 16.300 đô. Và món số 32 đó là một viên xoàn 2 carat lẻ 2 nước K Color VVS1 3 Excellent 8 ly lẻ 7, viên này đều có giấy giám định GIA, giá on sale là 11.500 đô. Xin quý vị gọi ngay cho chị Bích ở trung tâm hộp xoàn K Peter Park 714-305-8089, 714-305-8089. Và chương trình giới thiệu quý vị trung tâm hộp xoàn K Peter Park đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào, tạm biệt.